Trong những video trước đây, mình có chia sẻ cái cách làm bánh tét nhân mặn cấp tốc. Hôm nay tiếp tục mình làm món bánh tét chuối và bánh tét nhân đậu. Đây là một món bánh ngọt trong thời gian hấp rất là ngắn, nhưng mà làm sao để cho cái nhân chuối đó nó có cái màu đỏ đẹp. Nếu mua không được chuối sim tươi á, thì mình dùng chuối sim đông lạnh, nó sẽ ngon hơn là gói bằng chuối già. 6 trái chuối sim đông lạnh, thêm 1 trái chuối ngự, ở Việt Nam thường gọi là chuối mỏ quạ. Lần đầu tiên mình thử gói bánh tét bằng chuối này, thử xem nó có đỏ và có thơm giống như là chuối sim không. Lưu ý là khi mua chuối này về đó, mình để cho nó chín hơi thâm đen một chút xíu đó, thì cái chuối nó mới mềm, mình làm bánh nó mới ngon nha. 2 muỗng canh đường, ớt, chuối á, cho nó ngọt ngọt á, thì mình nấu nó sẽ màu đỏ. Chuối lấy đông lạnh ra là mình làm liền, không có cần phải để rã đông. Nếu mà mình để rã đông á, là chuối nó sẽ mềm rục, rất là khó gấp. 1 muỗng cà phê muối. Nếu nhà bạn nào có rượu thì mình cho 1 muỗng canh rượu nha. Trộn lên cho đường, muối và rượu nó hòa quyện với nhau thấm vô trái chuối. Đậy lại để tủ lạnh qua đêm hoặc là để ít nhất là 4 tiếng đồng hồ nha. Hấp bánh trong thời gian rất là ngắn cho nên nó không có thể nào mà trái chuối nó đỏ được. Cho nên mình sẽ rim chuối trước cho chuối nó đỏ. Cho nước xem xém trái chuối thôi. Rồi mình bắt lên bếp, mở lửa thấp nhất. Đến khi nào mình thấy chuối nó cạn nước, có màu đỏ, trái chuối nó hồng hồng vậy là được rồi. Để nấu sôi thì mình có là 750g nếp. Vo cho sạch, sau đó mình cho 700ml nước. Bắt lên nồi cơm điện, nấu như là nấu cơm vậy. Gói một đòn bánh tét nhân đậu là 60g đậu xanh, ngâm nước 4 tiếng đồng hồ. Rồi mình nấu chín à, sau đó tán cho nó hơi nhuyễn một chút, không có cần quá nhuyễn nha. Tán cho nó bể nát ra thôi. Bắt cái chảo lên cho 4 muỗng canh nước cốt dừa. 30g đường thốt nốt hoặc là đường thẻ, đường nâu. Đây là đường thốt nốt nè, cái đường này nó thơm, nó ngon vô cùng luôn. Mà mình để càng lâu đó thì cái đường nó càng thơm, càng ngon nha. Bạn nào mà đi Việt Nam đó, ghé An Giang đó, mình mua cái đường thốt nốt này. Mua cái loại mà nó đậm á, cái màu nó đậm sậm như vậy nè. Để dành ở nhà nấu chè, làm bánh thơm lắm luôn. Cho 1/4 muỗng cà phê muối. Rồi mình cho cái đậu vô. Mình xào đến khi nào mà cái đậu này nè, nó sọt lại, nó đặt lại là được. Để cho cái nhân nó hấp dẫn hơn, không bị ngán, cho 1 muỗng canh dừa non bào sợi. Mình cho vô trong máy, mình xay cho nát nát một chút. Rồi xào như vậy là được rồi, nó dẻo dẻo như vậy là được. Bắt một cái chảo khác, mình cho 200ml nước cốt dừa, 200ml nước lá dứa, 1 muỗng đầy cà phê muối. Nếu các bạn nào mà thích nếp nó hơi ngọt ngọt một chút thì mình cho 2 muỗng canh đường nha. Còn do là cái nhân nó ngọt rồi, mình không có muốn cho đường nữa. 2 muỗng canh dầu ăn. Nấu đến khi nào mà cái hỗn hợp này nó sôi lên. Bây giờ mình mới cho sôi vô nè. Cách này thì mình cho nước lá dứa chung với nước cốt dừa, mình sên cái sôi. Còn một cách trước đây mình làm á, thì mình nấu sôi lá dứa, nghĩa là mình cho nước lá dứa chung với nếp, mình nấu như nấu cơm vậy đó. Thì cái cách nào cũng được nha. Nhưng mà mình thấy cái cách mà nấu sôi lá dứa đó, nó sẽ thơm ngon hơn là cái cách này đó. Nhưng mà cái cách này thì cái màu nó đẹp hơn nè, cái màu xanh nó đẹp. Đây là cái màu xanh lá dứa tự nhiên luôn, không có màu thực phẩm ở trong này nha. Màu xanh lá dứa mà nó có nước cốt dừa thì nó ra màu này nè. Mình tắt bếp rồi mới cho là đậu đen vô. Một lon đậu đen rửa sạch, sau đó mình mới cho trong sôi nha.
trộn cho cái đậu này nó đều thôi. Sau cùng là mình cho khoảng 50g dừa non bào sợi. À, cái dừa này á, mình cho vô trong máy xay nát nha, hoặc là có thể băm ra cho nó nát một chút. Rồi vậy là được rồi. Bây giờ mình sẽ gói bánh. Khuôn này có đường kính là 21 cm, bề sâu của nó là 5.5 cm nha. Lót miếng lá chuối trong cái khuôn để khi mình hấp cái bánh á, nó thơm mùi lá chuối. Đây là mình dùng cái chén mình múc cái xôi á cho nó đều đặn. Đè cho cái xôi nó dẻ chặt xuống. Chuối này mềm lắm. Rất là mềm bởi vì mình nấu nó chín rồi. Lại chuối đông lạnh nữa. Nếu mà chuối tươi á nó sẽ ngon hơn, nó sẽ cứng hơn. Giờ mình để hai trái chuối lên luôn nè. Rồi những cái nước chuối nè, mình cho vào hết luôn nha. Rồi để thêm một lớp xôi ở trên mặt nữa. Này, đậy lên một lớp lá chuối nè. Như vậy là xong rồi đó. Mình đem đi hấp rất là nhanh luôn. Cái khuôn này do không có nắp cho nên á, mình hấp á, sẽ úp ngược xuống. Khi mình hấp sôi lên á, thì cái nếp á, nó có thể là nó nở ra. Mình úp ngược như vậy thì cái khuôn nó nặng á, nó sẽ đè cái bánh dẻ chặt lại. Các bạn gói một đòn bánh tét nhân đậu còn lại nha. Bạn nào chưa biết cách gói bánh tét á, thì mở những cái video trước để xem lại nha. Bạn nào mà có cái sửng 2 tầng á thì mình cho cái bánh tét vô mình hấp luôn nha. Cùng một lượt luôn, không có cần phải luộc trong nước. Do cái sửng của mình nó có 1 tầng à, mình hấp cái bánh thôi là nó đầy rồi. Không có cái còn cái vị trí để mình hấp luôn cái bánh tét. Vậy mà mình mới cho trong nước mình luộc. Hấp trong thời gian là 40 phút. Khi mà tắt bếp xong đó thì mình giữ bánh đó. Khi cái bánh gần nguội rồi mình mới lấy ra. Đối với cái bánh tét mình luộc ở trong nước á, thì khi mình tắt bếp á, mình sẽ lấy cái bánh tét ra trước nha. Rửa sạch sau đó wrap cái giấy lại để cho cái lá chuối nó không có bị khô. Và cái bánh nào mình lấy ra rồi mình cũng wrap lại. Lót cái miếng giấy nướng bánh ở dưới cái thớt. Khi mình cắt á, thì nó không có dính thớt. Wow, cái màu chuối nè, nó đẹp nè. Cái màu nó đỏ mà nó đỏ hồng mà đẹp lắm. Cái xôi á, nó dẻ chặt mà nó mềm dẻo lắm. Bánh này á mình để trong tủ lạnh 2-3 ngày luôn. Vẫn mềm nha. Vẫn mềm y như mới chứ không có cứng. Không có bị khô cứng nha. Đó, cái chuối mỏ quạ nè thì nó màu hồng hồng. Nó không có đỏ như là cái chuối sim. Đây là cái bánh nhân đậu đường thốt nốt nè. Wow, ngon quá chừng luôn. Video của mình xin kết thúc ở đây nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.